Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì clip hôm nay mình sẽ test một cái khẩu súng rất là độc đáo luôn, chỉ có bên tập kích Trung Quốc thôi. Đây chính là khẩu súng mình gọi là chân former biến hình đấy. Thì các bạn cũng có nhiều bạn hỏi mình cái nút mà nút chức năng này làm cái gì, thì đây đó, các bạn thấy chưa, đây là khẩu súng có khả năng biến hình từ dòng súng rifle chuyển thành dòng súng shotgun đấy. Đây là dòng súng shotgun này, đây là dòng súng rifle này. Các bạn nhìn thấy ngoại hình của nó khá đẹp luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ test trong cái trận đấu map hải đảo trước nhá. Tí mình sẽ test trận đấu zombie sau. Rồi, đâu rồi, chắc chắn. Thì hiện tại cái tài khoản này mới level 9 rồi, cho nên là chưa ghép danh được, mình phải chọn một cái phòng. Tiếp thì mãi được một cái phòng. Rồi, ở đây này, đây là dòng súng rifle. Mày chết này, rồi. Đâu đây? Vãi trưởng đâu đâu. Ô, thằng này bung à? Hình như nó bung chỗ này hay sao này. Cái map này đang còn nhiều cái vị trí bung lắm. Không thấy người mà mất máu, vãi trưởng ạ, ra đây. Đấy, đây là dòng súng shotgun. Mình thấy cái dòng shotgun khi biến thành dòng shotgun này bắn nó nhanh, khá là nhanh luôn. Bắn uy lực của nó thì như là A12, nhưng mà mình cảm giác bắn nó nhanh hơn rất là nhiều. Rồi mình sẽ ngồi đây mình canh bom. Úi sợ nhìn sớm đấy. Đấy, ui, đâu ấy. Thanh niên này hình như bung hay sao ấy. Vãi trưởng ạ, đấy, ăn kích rồi hay sao ấy kìa. Hình như chắc là bung rồi, bị đồng đội kích rồi. À đây này, đây này, úi dồi. Rồi, 2 kill luôn, tuyệt vời. Cái tội bùng. Rồi tiếp nào. Đấy, chặt chặt. Mình sẽ cầm shotgun đi. Khi nào mà hết đạn là rút súng, dòng súng ra luôn, đỡ thay đạn. Thay đạn này nó hơi lâu. Đây chính là một cái ưu điểm rất là lớn thuộc của cái dòng súng mà biến hình này. Đấy. Phê chưa. Đâu rồi. Chặt chặt. À đây, đây, đây. Úi dồi, từ. Đổi súng. Đây, làm gì? Á đù. Con này nhìn cái đầu súng của nó nhìn như con hàm cá sấu. Nhìn trông rất là đẹp luôn. Nhìn dị vãi trưởng. Đây rồi, đấm mồm luôn. Rồi, tuyệt vời. Đâu nữa? Đồng đội mình đang chết ở đâu, chỗ gần nhà mình hay sao ấy. Chỗ này có bùng được không nhỉ? Ồ, fix rồi. Cái map này như bị fix bùng rồi. Nhưng mà vẫn là một số chỗ vẫn đang bùng được hay sao ấy. Ở đâu? 2v2. Thanh niên kia chết đâu ấy? Trong hầm này này. Nó vào đây. Úi đây này. Úi dồi. Sau càng này đứng xa tầm gần thì nó cực kỳ bá đạo luôn rồi. Nó bắn như thế rồi mà. Đây. Chết luôn. Úi dồi. Từ. Đấy rồi. Nào, vào đây. Rồi, một pha sấy bừa đấm mồm luôn. Quá tuyệt vời. Rất là hay nha, một cái ưu điểm rất là lớn. Khi nào hết đạn các bạn cứ đổi sang cái súng kia các bạn bắn. Nó nhanh hơn rất là nhiều khi các bạn thay đạn. Mình thấy cái dòng súng này thì thay đạn nó không được nhanh. Nhưng mà khi biến hình thì nó cũng khá là nhanh đấy. Rồi. Tiếp nào, chặt chè vào đây. Không có ai đi đường mít nào. Vãi trưởng ạ. Ban đầu mình tưởng cái nút chức năng này là cái nút dùng để cận chiến. Có nghĩa là sử dụng những cái có 15 tiết ở vãi trưởng. Kiểu như mình tưởng là cái nút đấy dùng để sử dụng cái nút cận chiến cho những khẩu súng mà được gắn lưỡi lê trước nòng. Nhưng mà ai ngờ nó là dành cho những khẩu súng có khả năng biến hình như này. Quá là hay luôn. Rồi. Đâu rồi? Mình không hiểu sao tự nhiên còn 15 tiết luôn này. Những cái thanh niên nào bung hay hack thì sao ấy, vãi trưởng thật. Mấy ông cựa này, mấy ông này chơi cũng bẩn quá. Trận đấu bình thường thôi, một trận đấu nó đặt bom C4 thôi mà mấy ông chơi còn chơi hack bung này, chơi làm cái gì? Đâu nhỉ? Dưới này có không? Ô, mấy cái tên này trốn đâu hết nhỉ? Mình đi một vòng map rồi mà chưa gặp tên nào luôn, vãi trưởng. Đâu rồi, ra đây bạn ơi. Ra đây, người ta chơi núp vừa phải thôi. Úi xôi, đồng đội mình ngon nhỉ. Úi dồi. Thanh cầm cung giết hai mạng luôn, ghê gớm thật. Ôi, ba mạng luôn rồi. Ờ, bạn ấy chết luôn rồi, không biết ở đâu ấy nhờ. Trong hầm này à? Đấy, trường mình tìm mãi không thấy bạn ấy ra, bạn ấy hút ba mạng luôn. Đây. Chắc chắn là vừa giao tranh ở chỗ này này. Đấy, bắn nhau. Thôi, còn một mạng nó để tôi không ấy. Vừa phải thôi, đây rồi. Đây, bắn này cầm cung luôn này, rồi tuyệt vời, chết luôn rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang một trận đấu zombie. Mình test cho các bạn xem
nó có khả năng biến hình như trong cái trận đấu bình thường này không. Đây rồi, phải tiếp tục cái khẩu súng biến hình này trong chế độ zombie. À, vẫn biến hình được, ngon, hay lắm. Và bây giờ thì mình sẽ thử xem coi cái khả năng bắn zombie của nó như thế nào. Đấy, úi chết chà được đấy. Rồi mình sẽ làm nốt luôn cái trận đấu này. Rồi. À, anh béo ơi. Trời ơi, không được còn tên này nữa. Vào hết đây, sâu gần tầm gần mình đâu. Không cần phải nghĩ rồi, đây rồi. Rồi, một mạng tuyệt vời. Ui, bắn con này bắn rôm phê thật đấy. Bắn người thì nó hơi, nói chung là bắn người thì nó cũng khá là tốt, nhưng mà bắn rôm nó còn tốt hơn nhiều. Vãi trưởng thật. Sướng nhờ, khẩu súng máy này mình cảm giác nó như cái khẩu, nó như cái khẩu súng máy quân đội ấy. Đây rồi, sao đứng đây. Ô, sợ, ủa. Hiệp đêm to thật. Từ, vào đây. Vào đây nhá, một đấm thôi. Hối gan hối ruột luôn. Nào. Ủa, khẩu này nhanh hết đạn quá. Đây này, rồi. Chuyển xuống ngay. Quá tuyệt vời, thay đạn luôn. Khẩu này thì mình khá đáng tiếc khi lượng đạn của nó ít quá. Ui, thôi. Cám lợn rồi. Ui, mày nó không thấy mình. Rồi, để mình bắn cái anh béo phát. Đây rồi, treo máy. Rồi, súng vai đâu. Hết đạn súng này, sao lại có súng khác. Rồi. Rồi, từ, cứ bình tĩnh. Tên này muốn chết đây, cứ lùa mình. Rồi, chết luôn này, tiếp tục đến lượt anh béo. Rồi, anh chết luôn, tung phát bom này. Rồi, xuống cầm dao giết luôn. Cho phát chết luôn, treo máy này, rồi đứng đấy làm cái gì. Anh béo đứng lên chặt hết cả map luôn. Map thì đã bé rồi. Úi xôi, chuồn. Té. Rồi, cái chế độ này là chế độ zombie thường à? Mình lại tưởng zombie hero cơ. Còn hai người rồi mà vẫn chưa đến hero. Rồi, vào đây, không sao. Vào hết đậy. Á, chị chả đứng nhìn u đồng thế. Rồi, từ. Chuồn. Ơ đù. Sao bây giờ mình biết hero à? Vãi trưởng thật. Lát hả hay sao đây? Rồi, kệ đi. Biến hero thì lại chém tung rời luôn. Rồi, vào đây. Này thì béo này. Béo không có đất ở chỗ này. Ui, chuồn. Yêu máu. Anh ơi. Trời ơi. Úi giời, chạy tốt, tung tăng chạy tốt nào. Úi giời. Toàn là AFK này mà không làm ăn được gì. Mấy tên lùa mình ghê quá. Xuống người hàm hố vài một vài kiều chết đấy. Đấy, làm gì. Úi giời, sướng. Rồi, cứ vậy mà tung tăng và bay nhảy thôi. Tuyệt vời. Yeah, sao yeah. Úi giời. Nào lên đây. Ô, vãi trưởng đâu ấy. Tự nhiên mất máu kìa. Thân nhân kia cào sai sao đấy. Vãi trưởng thật. Đùa, sao dạo này mình gặp lắm chị nhân lắm nhá. Rồi, ô, thôi xong, cám lợn luôn. Ê, sao bây giờ nhảy xịt. Bố, cuối cùng chết luôn mà. Rồi, tiếp tục, không sao hết. Đã chè được đấy. Khẩu này thì mình thấy có một cái ưu điểm của nó chính là khi các bạn mà hết đạn hai khẩu, các bạn ăn hộp đạn thì nó được đạn cả hai khẩu luôn. Và khi các bạn bắn khẩu này thì cái lượng đạn của khẩu kia vẫn không bị trừ đấy. Kiểu như là các bạn có thể mang hai khẩu được một lúc luôn. Đây là cái vũ khí mà lần đầu tiên có thể mang được hai khẩu vũ khí chính vào trong một ba lô. Từ kiểu như vậy. Lượng đạn khẩu shotgun này mình thấy nó hơi ít, khá đáng tiếc. 1/22 viên bắn thì rất là nhanh rồi. Treo máy thì chết luôn đi. Rồi. Đùa lại cái thằng nhìn béo này treo máy suốt đi. Rồi tiếp nào. Á chà chà, lên luôn. Come on. Rồi. Ô. Từ, cứ bình tĩnh. Phê đấy. Ôi giời, mày thế. Nín thở cuối cùng rồi. Cũng may mà không làm zoom. Đây rồi. Lại treo máy à? Đùa nhau, sao lắm thanh niên treo máy này. Ở cái này dùng dao chém cho nó nhanh. Đùa, đây, cầm dao anh, em ấy. Xuống xéo lên đấy. Rồi, được đấy. Còn mấy thanh niên tàu này thật sự chơi khá là hay. Cứ ông nào mà treo máy là xuống xéo luôn. Chứ còn bắn xong rồi đợi nó hồi sinh bắn tiếp thì nó rất là mất thời gian, rất là nhàm chán. Rồi, được đấy, tuyệt vời. Hiệp cuối cùng quấy nốt luôn rồi. Ui. Rồi. Hiệp cuối cùng đừng làm zoom nhá, không phải thốn lắm. Rồi, hay quá. Zoom đâu. Anh zoom đâu rồi. À kìa, ui, lại anh béo. Đây, anh béo phải dành cho anh béo những cái viên đạn sơ gần này. Anh ôm hết đấy. Rồi đây. Ôi cứng nhỉ. Béo như thế này thì ô chà. Bật vòng vàng nữa. Vòng vàng thì vào luôn đây.
Cái vòng vàng này hình như là mình nghĩ là chắc là giảm cái sát thương. Rồi hay lắm, được đấy, một thanh niên hổ báo. Rồi thêm thanh niên nữa ra đi tìm đường cứu nước. Vào đây, đây đây đây, đứng xa là phải cầm khẩu tanker này. Rồi khẩu tanker này mình thấy bắn rồi cũng khá là bá đạo đấy chứ. Rồi hai khẩu này thì mình thấy cái thời gian chạy đạn của nó như nhau rồi trời. Ơ đù, vãi trường thật, nó hồi sinh đằng sau lưng mình luôn. À, số nhỏ thật đấy. Chưa ăn được bao nhiêu kiều mấy ông sao ác thế. Đây rồi, này thì keo, à, này thì thẩm du này, hai tên thẩm du. Ở đâu nữa? Kia. À, bay, à bay nhỉ, chạy nhảy à? Sở chạy ghê đấy. Đâu rồi? Bắt đủ, chạy đường quận là bạn. Rồi, tao bắn đây. Ở đâu bắn đấy nhỉ? What the fuck, mình nghe cái khẩu lục Glock 17 xong này này. Thằng này nó lại bung à? Ê, sao bọn bên tàu cho nó bung nhiều thế nhỉ? Đâu? Bung ở đâu đấy? Tại trường thật không thấy luôn mà. Rồi thanh niên này à. Rồi và một thanh niên này này. Sơi đốt luôn nào. Hình như cái chế độ này là cái chế độ kiểu như còn 1 phút là tất cả những người còn sống sót là biến thành hero hay sao ấy. Đấy đúng luôn. Chắc gì lúc nãy mình một mình mãi không biết hero. Cái chế độ này mình cũng nghe nói rồi, kiểu như cũng có khả năng gọi là một zombie mà cả 9 tên hero luôn. Vãi trời thật, mấy ông thấm dù rồi, mấy ông ấy đợi một phút cuối cùng mấy ông biến hero. Để đây chắc là cái chế độ này rồi, mình lại tưởng là chế độ zombie thường hoặc là zombie hero bình thường cơ. Nhưng mà đây là một cái chế độ mới bên phiên bản đặc biệt Trung Quốc. Rồi, chắc là cho anh em xem. Nó cũng chả có cái gì đâu. Cái thằng này lầy thế nhỉ. Vãi trưởng thật, nhắn đây. Nhẹ nhơn mình nãy giờ. Lần này thì hy sinh, xác định đi. Ui dồi, cùng chém gần chết nó, trời nốt luôn. Ok, thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái clip này nha. Xin chào.